Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Đội chủ nhà Tôn Bình Định với trang phục màu trắng bảo vệ cầu môn phía bên phải và nhỏ quý vị và các bạn, họ được 7 điểm. Còn BKMX Bình Dương đang đứng ở vị trí thứ 7 được 9 điểm. Và đá phạt quá sâu của Tô Văn Vũ không gây khó khăn đối với thủ môn Minh Hoàng. Phút thứ 25 của trận đấu không gây khó khăn đối với thủ môn Đức Cường trong tình huống vừa rồi. Một pha phán đoán và bắt gọn che bóng sau tình huống đá phạt của Da Silva. Thực hiện quả đá phạt dành cho BKMX Bình Dương là trung vệ Rabo Ali. Victor Masaray rất khéo léo vượt qua được 4 cầu thủ của Tôn Bình Định. Đường truyền cho Tiến Linh hơi sâu của Victor Masaray. Mỗi khi bắt được bóng, chúng ta thấy thủ môn Minh Hoàng bên phía Tôn Bình Định luôn phát bóng đến vị trí của tiền đạo Rimario. Chúng ta một lần nữa xem lại pha đi bóng mà Victor Masaray đã vượt qua được 4 cầu thủ của đội chủ nhà, Tô Văn Vũ và Hồ Tấn Tài. Không được, khá nguy hiểm. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ số 22 Tiến Linh bên phía BKMX Bình Dương. Nhưng thủ môn Minh Hoàng đã chơi cảnh giác. Pha bằng vào dứt điểm rất nhanh của cầu thủ Tiến Linh sau đường truyền của Tô Văn Vũ. Nhưng thủ môn Minh Hoàng đã chơi cảnh giác và cản phá rất tốt. Văn Nam. Tấn Tài. Hồ Tấn Tài. Đánh đầu. Không, rất nguy hiểm trong tình huống vừa rồi. Pha đánh đầu của Văn Trung nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Đức Cường. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn ở những phút cuối hiệp 1. Cả hai đội đều ăn miếng trả miếng trong những đợt tấn công. Pha tập bóng chính xác của Hồ Tuấn Tài cho Văn Trung bằng vào đánh đầu. Không có cầu thủ nào của BKMX Bình Dương theo Văn Trung trong tình huống vừa rồi. Nếu như bóng cần lệch đi một chút, có lẽ bàn thắng đã đến với Tôn Bình Định. Di Mario quá cao so với khung thành. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Cả hai đội nhau tạm thời hòa nhau với tỷ số là 0-0. Bên phía Tôn Bình Định thì có một tình huống nguy hiểm duy nhất, đó là pha trước đội bóng Nam Định. Nhưng Henrio Da Silva thi đấu rất hay ở trong trận đấu đó, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với anh. Di Mario xoay sở rất khéo léo. Dứt điểm, không được. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Đức Cường. Và xoay sở khéo léo của tiền đạo Jamaica Di Mario. Anh đã vượt qua được Trung Tín, nhưng tình huống dứt điểm của anh thì lại đi đúng vào vị trí của thủ môn bên phía BKMX Bình Dương, không gây khó khăn quá nhiều đối với Đức Cường. Anh đã có 2 bàn thắng ghi được ở mùa giải này. Vừa rồi là những đường truyền sai của cầu thủ Tô Bình Định. Bây giờ là Tiến Linh. Không vào. Sai lầm của các cầu thủ Tô Bình Định. Một chút nữa đội chủ nhà phải trả giá. Đó là sai lầm của thủ môn Minh Hoàng. Nhưng Tiến Linh đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Rất may cho Tôn Bình Định trong tình huống vừa rồi. Nếu như Tiến Linh ghi bàn, có lẽ trận đấu sẽ khác.
và tình thế sẽ khác đi. Nhưng cầu thủ số 22 bên Bkmx Bình Dương đã bỏ lỡ cơ hội. Đó là pha dứt điểm của Omar. Pha xử lý bất cần, chuyền bóng không tốt của thủ môn Minh Hoàng. Rất thật thà để cho Tiến Linh bắt bài. Tình huống trước đó là của trung vệ Abunkeon. Chút nữa đội chủ nhà sẽ phải trả giá. Tạt bóng vào trong. Quá thiếu chính xác. Pha dứt điểm của Da Silva. Và phá bóng không tốt của Thành Thảo. Ngay lập tức Henrio Da Silva đã tung ra pha dứt điểm, nhưng bóng đi chạy cua dọc. Dứt điểm đã nguy hiểm. Pha dứt điểm ở cự ly khoảng 30m của Tấn Tài, nhưng bóng đi chạy không thành. Tình huống phá bóng là của Uma. Ngay sau đó là cú sút của Tấn Tài bên phía đội chủ nhà. Những quả đá phạt góc của Bkmx Bình Dương đều do Tôn Vũ thực hiện. Rất thiếu chính xác. Đó là pha dứt điểm của Đoàn Tuấn Cảnh. Đó là trong hiệp 1. Một pha tạt bóng của Hồ Tấn Tài cho Văn Trung bằng vào đánh đầu. Tiến Linh. Có lẽ trọng tài đã thổi phạt Dương Thành Hào. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Bkmx Bình Dương. Dương Thành Hào đã phạm lỗi với Tiến Linh. Các cầu thủ Bkmx Bình Dương cho rằng bóng đá ở trong khu vực 16m50 và Tiến Linh đã bị phạm lỗi ở trong khu vực 16m50, nhưng trọng tài Vũ Nguyên Vũ không cho là như vậy. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đúng là Thành Hào đã phạm lỗi ở ngoài vòng. Phút bù giờ thứ 3. Đây là cơ hội có lẽ là cuối cùng dành cho Bkmx Bình Dương. Rõ ràng là một pha phạm lỗi từ phía sau của Dương Thanh Hào. Cứ đi quả đá phạt ngay đầu vòng 16m50. Rất nguy hiểm. Và chúng ta hãy chờ đợi xem ai sẽ là người thực hiện. Nếu các cầu thủ Bkmx Bình Dương mà ghi được bàn thắng ở trong quả đá phạt này thì Dương Thành Hào sẽ là người đáng trách nhất bên phía đội chủ nhà Top Eleven Bình Định. Người thực hiện sẽ là Tô Văn Vũ. Tô Văn Vũ có những pha thực hiện đá phạt khá tốt. Sự lo lắng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng là có cơ sở. Không được. Bóng không vượt qua được hàng rào. Rất tiếc cho Bkmx Bình Dương.
Và bây giờ là phản công dành cho đội chủ nhà. Quá thiếu chính xác. Và đến thời điểm này thì trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã thổi còi kết thúc trận đấu. Cả hai đội hòa nhau với tỷ số là 0-0.